Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2017, tôi, người lính Cụ Hồ, xin kể lại một kỷ niệm sâu sắc, day dứt, không thể nào quên về Liên Xô vĩ đại. Đó là kỷ niệm suy nghĩ và tình cảm của tôi khi xem bộ phim Người thứ 41. Bộ phim này đoạt giải đặc biệt Liên hoan phim Cannes năm 1957. Nhân vật chính trong phim, nữ chiến sĩ Hồng Quân xinh đẹp Marie Utsia, trung úy bạch vệ mắt xanh đẹp trai Gorosuki. Kính thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ đã viết: nước ta có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Để có được niềm vinh dự ấy và mọi non sông đất nước thống nhất như ngày hôm nay, chúng ta luôn biết ơn sự giúp đỡ tận tình của các nước bầu bạn trên toàn thế giới. Trong đó có công lao to lớn của Đảng, quân đội và nhân dân Liên Xô anh hùng. Theo lịch sử ngày ấy, khoảng năm 1917, giai cấp công nhân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đứng đầu là Lenin đã làm cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên toàn thế giới, giành chính quyền từ tay Nga Hoàng. Đội quân cách mạng, tức là Hồng quân Liên Xô, đã phải chiến đấu với Bạch vệ, tức là đội quân của Nga Hoàng. Cuộc chiến đấu vô cùng lâu dài, gian khổ, trong bão tuyết, sa mạc, thiếu đói, giết chóc, gây nên cảnh nồi ra nấu thịt, thảm khốc mà mỗi khi nhớ lại, ai cũng kinh hãi, khiếp đảm và gợn lên một suy nghĩ về tính vô lý của chiến tranh. Chính quyền vô sản Liên Xô đã được thành lập từ tháng 11 năm 1917. Bao nhiêu tàn phá, chết chóc, hận thù, dần dần các nhà văn của nước Nga Xô Viết đã hồi tưởng lại lịch sử qua các tác phẩm nổi tiếng như Thép Đã Tôi Thế Đấy, Số Phận Con Người, Sông Đông Êm Đềm, Đất Vỡ Hoang. Trong đó có truyện ngắn Người thứ 41 của nhà văn Boris Ravel nhé, viết năm 1924 và được đạo diễn tài năng Grigory Tsukhray dựng thành phim năm 1956. Nói về chuyện và phim này có nhiều chi tiết rất hay mà ở mỗi tài liệu lại có những quan điểm khác nhau, nhất là khoảng thời gian từ 1956 đến năm 1960. Ở đây vì thời lượng có hạn nên tôi chỉ nêu lên những ý cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, phim Người thứ 41 diễn lại một câu chuyện của một đơn vị Hồng quân bị quân Bạch vệ Nga Hoàng đánh bại. Vì quân số ít và trang bị thiếu thốn nên phải rút chạy. Một phân đội Hồng quân phiêu bạt vào sa mạc Karakum với hơn 10 tay súng và lương thực, nước uống sắp hết cạn. Trong số các chiến sĩ Hồng quân có một nữ xạ thủ xinh đẹp
Bách phát bách chúng. Marussia vốn là người ngư dân nghèo, làm nghề chài lưới và bán cá ở ven biển. Trên đường rút chạy, phân đội hồng quân này gặp một toán lính bạch vệ đang chở quần áo và lương thực tiếp tế cho đồng bọn. Do trung úy Vorosuki mắt xanh đẹp trai chỉ huy, để tự vệ và đoạt lấy lương thực, phân đội hồng quân đã dàn trận đánh toán biệt kích bạch vệ. Marussia chiến đấu bên cạnh chính ủy. Một tên bạch vệ giương súng về phía chính ủy. Tiêu diệt tên ấy đi, chính ủy ra lệnh. Marussia giương súng, băng! Tên bạch vệ gục xuống trong tiếng giận dữ của cô. Đồ cá ươn, người thứ 39. Kia, tên nữa đang bò về phía ta. Băng! Tên địch quay lơ. Đồ cá ươn, người thứ 40. Nằm xuống, tên sĩ quan đang nhắm súng lục bắn vào cô kia. Marussia nằm xuống rồi từ từ ngẩng lên giương súng. Trước đầu ruồi của cô hiện lên một khuôn mặt đẹp trai, có đôi mắt xanh biếc của tên trung úy bạch vệ. Viên trung úy này cũng đang nhắm súng lục vào cô, bỗng mỉm cười và hạ súng xuống. Cô giận dữ vì cho rằng hắn chế nhạo cô, nhưng nụ cười của hắn làm mắt cô bỗng mờ đi. Cô nghiến răng bóp cò. Băng! Đồ cá ươn này, người thứ 4. Hắn gục xuống. Hắn không gục xuống và vẫn nhìn cô với nụ cười thân thiện. Cô hét lên, đồ cá ươn! Nhưng sau đó, toán bạch vệ cũng bị tiêu diệt và bắt sống. Khám xét viên trung úy, chính ủy tìm thấy một mật lệnh quan trọng của quân đội Nga Hoàng, nên đã quyết định phải dẫn ngay tên này về ban chỉ huy hồng quân để khai thác tiếp. Người được giao trọng trách ấy là Marussia. Cô đem đầu của cô ra để thực hiện mệnh lệnh ấy đấy. Chính ủy nghiêm khắc nói với cô như vậy. Thế là cô nhận lương thực, nước uống và trói chặt tên tù binh đẹp trai rồi cùng lên đường với hai chiến sĩ áp tải. Ngày đi, đêm nghỉ, hai chiến sĩ kia ngủ. Tên tù binh vẫn bị trói và phải nằm bên cạnh chỗ cô ngồi cánh giữ. Ánh lửa bập bùng, trời lạnh thấu xương. Cô kéo sụp chiếc mũ lông xuống, lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cái bút, ngồi trầm ngâm. Viên trung úy mở mắt. Cô ơi, ngủ đi, tôi gác cho, cô làm gì đấy? Ngủ đi, đồ cá ươn. Tôi làm gì mặc tôi? Không, tôi hỏi cô viết gì đấy? Viết gì à? À, mà tôi đang làm thơ. Ôi, cô cũng làm thơ à? Tuyệt quá! Ngày xưa, khi còn học ở trường sĩ quan, tôi cũng làm thơ và thích thơ lắm. Tôi còn là một động viên bơi lội nữa. Thế à, anh cũng biết làm thơ à? À, để tôi đọc vài câu cho anh nghe nhé. Một người lính đưa đi từ thành phố này sang thành phố khác. Vai nặng chịu hờn căm, chiếc ba lô khẩu súng cũng chịu nặng hờn căm. Người lính vẫn đi, quyết tâm sắt đá tiêu diệt kẻ thù. Đấy, tôi mới làm được đến đấy, rồi chưa biết viết gì thêm nữa. Thơ của cô có nhiều ý hay, đầy tình cảm và giàu chất men say, nhưng có lẽ cô chưa được học cách làm thơ. Ôi, đúng quá, tôi làm gì được học. Ôi, nhưng anh cũng khen thơ tôi à,
trả ủi cho mấy lão chỉ huy của tôi ở bộ phận tuyên truyền. Khi tôi nộp các bài thơ thì các lão ấy họ xem rồi đỏ mặt, quay lưng lại phía tôi, hai vai rung lên bần bật như lũ khỉ điên đấy. Ồ, tôi quên mất, anh bị trói thế này có đau không? Tôi cởi trói cho anh nhé, nhưng anh phải hứa với tôi là không được chạy trốn. Anh trốn là tôi bắn đấy, và lần này không trượt nữa đâu. Anh sẽ là người thứ 41 đấy. Ôi, cô bảo tôi trốn đi đâu trong cái sa mạc này? Và lại ai dạy gì trốn khỏi tay một cô gái xinh đẹp như thế? Từ đó, Marussia cởi trói cho viên trung úy và bốn người lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng thì đoàn người cũng đến bờ biển và vượt eo biển về căn cứ chỉ huy bằng chiếc thuyền buồm nhỏ. Cuộc hành trình trên thuyền được hơn một ngày thì gặp bão lớn. Sóng và gió lật úp chiếc thuyền. Viên trung úy vốn là vận động viên bơi lội, kịp ôm được tấm ván gỗ ngoi lên mặt nước tìm cô. Marussia, Marussia, cô ở đâu rồi? Thấy Marussia cũng đang ngoi ngóc trên mặt sóng. Cô giữ lấy tấm ván này mà bơi lội nhé. Cuối cùng, sóng đánh hai người vào một hoang đảo. Marussia tỉnh dậy, vai vẫn khoác súng và bao đạn. Cô thấy viên trung úy vẫn còn thoi thóp trên bãi cát, còn hai chiến sĩ ấy kia không thấy đâu. Viên trung úy đã tỉnh, hai người cùng đi tìm hai chiến sĩ, nhưng Marussia lấy hai khúc gỗ buộc lại thành cái thập lục, cắm xuống bãi cát, lấy đá đắp lên, đặt chiếc mũ có ngôi sao đỏ của mình xuống và mặc niệm hai chiến sĩ đã hy sinh. Viên trung úy cũng làm dấu thánh và cúi đầu yên lặng. Sao? Anh cũng mặc niệm họ, vốn là kẻ thù của anh cơ mà. Họ đâu có là kẻ thù của tôi. Chẳng qua người ta khoác cho các anh ấy chiếc áo lính viền đỏ, còn áo của chúng tôi nẹp trắng, và thế là chúng tôi bỗng trở thành đối kháng. Nay họ đã về với Chúa rồi, tôi cũng xót thương họ lắm chứ. Ôi, thật là khó hiểu, Marussia thốt lên. Sau đó, hai người cùng tìm vào túp lều tránh gió tuyết của ngư dân dựng ở bờ biển. Thật may, trong lều có nhiều cá khô, bột mì và củ. Quần áo của hai người ướt sũng. Marussia nhóm lửa, đun nước và ra lệnh. Ngồi xuống, sưởi ấm đi, cởi hết quần áo ra hong khô đi rồi mặc vào. Cảm lạnh chết đấy. Nói đoạn, cô từ từ cởi áo váy của mình. Xin lỗi cô cứ hong quần áo trước đi, tôi ra ngoài cho tiện. Đứng lại, đồ trí thức dở, đồ cá ươn. Anh ra ngoài tuyết bây giờ để chết rét à? Cởi quần áo ra hong khô và ngồi xuống đi. Anh lạ lắm à? Viên trung úy đành chấp hành mệnh lệnh. Ôi, hai cơ thể tuyệt mỹ bên nhau. Trong ánh lửa bập bùng ở túp lều hoang dã, như cuộc sống nguyên thủy. Thế rồi, Marussia ốm, chàng trung úy săn sóc tận tình, bón từng thìa cháo, cười áo chiếc áo duy nhất của mình làm chăn cho cô gái. Rồi chàng lại ốm,
Lucia cũng chăm sóc chàng như tình yêu của người mẹ, người vợ. Họ sống hạnh phúc với nhau trong cảnh nguyên thủy trên hoang đảo ấy. Ngày ngày họ chăm sóc nhau, cùng nhau mơ ước cho tương lai và cùng nhau ra bờ biển ngóng đợi thuyền ra đảo để trở về. Bỗng một hôm, trên mặt biển phía chân trời hiện lên một con thuyền nhỏ với cánh buồm xanh. Cả hai mừng quá, hét lên, vẫy khăn và bắt súng chỉ thiên. Ôi, mọi người ơi, đến đây, chúng tôi đây. Chiếc thuyền dần đến gần. Viên trung úy nhảy lên sung sướng. À, anh em ta đây rồi, lại đây anh em ơi. Nói rồi, viên trung úy lao ra đón chiếc thuyền. Trên đó có hai chiến hữu của mình. Marcia nhìn kỹ và hét lên, anh đứng lại, thuyền của địch đấy, của bách vệ đấy, đừng ra. Anh em ơi, vào đây đón chúng tôi với. Đứng lại, anh yêu, thuyền của địch đấy, đứng lại, không em bận. Đứng lại, đứng lại. Viên trung úy cứ lao ra. Marussia nghiến răng giương súng và không thấy mắt lóa nữa. Tăng! Người thứ 41. Viên trung úy ngã sấp trên mặt nước. Chiếc thuyền quay ra. Marussia quăng súng lao tới, ôm sát chàng và quay ngửa lên. Viên đạn phá tan lồng ngực trái. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi hòa lẫn nước biển mặn mòi. Trời bỗng tối sầm, gió rít trước giật từng cơn gào thét giận dữ. Ôi, mắt xanh của em giết anh rồi, người thứ 41 của em. Marussia nấc lên trong hối hận, thương xót và cúi đầu hôn lên vết thương đỏ máu trên ngực người yêu và là kẻ thù của mình. Phim hết. Phần bình luận tiếp xin tùy suy nghĩ của mỗi quý vị. Tôi chỉ xin có mấy lời như sau. Hoang đảo, con người yêu nhau. Khoác vào áo lính hai màu hờn căng. Người thứ 41 em nhầm. Xin kính chào. Ngày 7 tháng 11 năm 2017.